Hello, xin chào quý anh chị và các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ review lại cái sản phẩm HB 101 các bạn. Thì tuần trước mình đã có quay video và mình đã thử mình test nha các bạn. Thì hôm nay mình tiếp tục cái series thứ hai, đó là sau khi mình đã tưới cái HB chất sinh trưởng tự nhiên cho cây nha. Thì hôm nay mình bắt đầu mình sẽ kiểm tra lại nha các bạn. Đây là hôm trước là một tuần mình đã tưới, thì hôm nay tuần thứ hai mình bắt đầu sẽ kiểm tra cái cây của mình cho các bạn xem nha. Đây các bạn, đây là cái cây mai hôm trước mình đã chơi tết xong, nó là củ lá mình đã tưới trồng chất sinh trưởng HB 101, thì cây của mình đã ra giò non rất là nhiều nha các bạn. Đây các bạn thấy không, rất là xanh mướt nha các bạn, rất là khỏe nha các bạn. Thì sản phẩm này rất là hiệu quả nha. Mình không có bán sản phẩm này, nhưng mà mình chỉ tìm hiểu trên internet là mình mua về mình sử dụng nha. Đây là cây sung, nhưng mà cũng đã tưới, nó cây cũng rất là tốt, xanh mướt nha các bạn. Thấy không, tưới vô cái sản phẩm nó tưới cây nó rất là tốt nha. Dâu mình cũng đã tưới nè, cây cũng rất là xanh mướt nha các bạn. Nó ra hoa luôn, ra hoa ra trái luôn các bạn. Thấy không, cái dâu này thì mình không có tưới nè, cái nào tưới nè, thì mình sẽ hôm nay mình sẽ tiếp tục tưới nha các bạn. Đây, đây cây mai nữa nè bạn, được, mình đã tưới hết 11 rồi, thì ra trò đâm cực rất là nhanh nha các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ ủng hộ mình, có động lực lại làm cho các video tiếp theo nha các bạn. Sản phẩm HB 101 rất là hiệu quả nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hoàn toàn thời tiết rất là tuyệt vời các bạn.